Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra tình trạng buông lỏng quản lý đất đai. Một số tổ chức và cá nhân đã ngang nhiên xạt gạt đất rừng để dựng lên các khu du lịch sinh thái trái phép. Vậy tại sao giữa trung tâm thành phố Lào Cai lại xảy ra tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau đây của chúng tôi. Đây là những gì đang diễn ra trên đất rừng sản xuất thuộc địa bàn xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. Những mảnh cây xanh bị cạo chọc nhường chỗ cho những nhà sàn, khu vui chơi. Theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình Thông Tấn, mỗi khách đi qua cánh cổng này sẽ phải nộp tiền phí vào cổng là 80.000 đồng trên một người. Tôi tham quan biết rồi gì? Vâng. Mình có mấy người? Ba người, hôm nay vé 80.000 một vé. À thế. Có một phiếu nước uống mỗi vé thì phiếu nước uống. À, rồi đi thẳng xe vào trong đấy luôn mà. Vâng. Để gọi bạn. Từ từ để em xem đã, xem là có những cái gì dịch vụ gì ở đây nhỉ? Có nghỉ ăn các thứ không? Có cả ăn, ăn uống nghỉ, không có nghỉ, chỉ có ăn uống thôi. À, ăn uống trong này. Tham quan du lịch, chụp ảnh cho biết các thứ nữa. À, vui thế rồi. Ngay bên cạnh khu du lịch sinh thái Happy Farm cũng là một khu du lịch sinh thái có tên là khu du lịch sinh thái Phượng Xanh đang được gấp rút xây dựng trên đất rừng sản xuất. Bảo vệ của khu du lịch này cho biết công việc xây dựng đang được gấp rút triển khai để đón khách vào tham quan. Nhà mình mới mở mà, đây là anh chị mà. À, cái này thì có bên này thì làm lâu rồi. À, thế. Ở đây thì mở được lâu rồi, đang xây dựng đúng không? Em thấy đang xây dựng mà. Ừ. Trước đây là nhà bình thường mà. À. Thế là mới hoạt động khu sinh thái này. Mới nào mà, mới chưa được tháng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vạn Hòa, hai công trình khu du lịch sinh thái Happy Farm và Phượng Xanh đều được xây dựng trên đất rừng sản xuất. Tháng 5 năm 2022, khi phát hiện xây dựng, thì Ủy ban Nhân dân xã đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên đến thời điểm này, thì công trình đã xây dựng xong. Thời điểm tháng 5 là người ta bắt đầu xây dựng, nhưng mà khi mà đi vào hoạt động thì cũng mới đây thôi. Đấy, mới chắc là được 1-2 tháng thôi. Thì trong quá trình đó thì người ta vẫn không chấp hành cái việc các cái quyết định xử phạt của thành phố và tiếp tục thi công. Do đó là đến thời điểm này người ta cơ bản cũng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đấy, và xã cũng đã đề nghị là thành phố có cái kiểm tra về cái việc kinh doanh và để yêu cầu là các cơ sở trước mắt là phải đình chỉ việc kinh doanh. Trao đổi với phóng viên truyền hình Thông Tấn, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai cho rằng đây là sự việc nghiêm trọng liên quan đến công tác quản lý về đất đai trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố đang tiếp tục làm rõ và xử lý cán bộ vi phạm. Đều nằm ở trên sông. Chúng tôi thì cũng xác định là sẽ phải xử lý cả trách nhiệm cán bộ của các phòng ban đơn vị liên quan. Cái này thì đối với thành phố thì chúng tôi đã đôn đốc thường xuyên, cũng có rất nhiều văn bản chỉ đạo các phòng đơn vị và chính quyền địa phương là phải tập trung để quản lý và xử lý kịp thời. Đấy, còn để xảy ra những cái sai phạm mà chính quyền địa phương hay là cấp có thẩm quyền mà không kịp thời tham mưu xử lý để nó xảy ra, nó tiếp tục xảy ra ở quy mô lớn hơn. Đấy thì sau khi có những cái xử lý chính thức, đấy thì chúng tôi sẽ tổ chức chỉ đạo tổ chức để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Trong khi người dân bình thường thì chỉ cần đổ một xe đá, xe cát xây dựng trên đất nông nghiệp thì sẽ bị các lực lượng chức năng ngăn cản, lập biên bản và xử lý. Thế nhưng tại khu vực tôi đang đứng đây thì có đến 2 khu du lịch sinh thái đã được xây dựng trong thời gian nhiều tháng qua. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi công tác quản lý nhà nước có vấn đề gì hay lực lượng nào đã bảo kê cho những cái sai phạm diễn ra từ lâu như thế này. Vâng, thưa quý vị, xây dựng và đưa vào hoạt động 2 khu du lịch sinh thái trái phép trên đất rừng giữa trung tâm thành phố Lào Cai là việc làm trái pháp luật mà không ai có thể nghĩ là có thể làm được. Thế nhưng những tổ chức và cá nhân mà truyền hình Thông Tấn đã vừa phản ánh lại làm được. Vi phạm này cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai chỉ ra. Thế nhưng việc xử lý có quyết liệt triệt để hay không thì truyền hình Thông Tấn sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn khi có phản hồi chính thức từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.